cha mẹ một nhà hoạt động Thái Lan được cho là mất tích sau khi bị dẫn độ từ Việt Nam đã kêu cứu tại các văn phòng thuộc chính phủ và các cơ quan ngoại giao ở Bangkok hôm 13 tháng 5 để tìm thông tin về số phận của con trai theo AP. Ông Siam Theraut, Chuchip Chivasut và Kristana Thapthai là ba nhà hoạt động đã trốn khỏi Thái Lan sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 5 năm 2014. Họ sang Lào và tiếp tục các hoạt động chính trị, lên tiếng chỉ trích chính quyền Thái Lan. Hôm 13 tháng 5, cha mẹ của nhà hoạt động Siam cùng các cảm tình viên đã gửi thư cho Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan, Đại sứ quán Việt Nam và Văn phòng Liên minh châu Âu. Bà Kania Theraut, mẹ của ông Siam, nói với các phóng viên rằng cảnh sát của cơ quan chống tội phạm Thái Lan cho biết họ không có thông tin về trường hợp của con trai bà. Tôi muốn biết thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam về việc Siam có bị trục xuất sang Thái Lan hay không. Tôi rất lo lắng cho sinh mạng của con tôi, bà nói. Trong một bức thư gửi Đại sứ Việt Nam Nguyễn Hải Bằng, bà nói rằng bà hy vọng ông Đại sứ sẽ tôn trọng các quyền của người dân Thái Lan và không dẫn độ những người tị nạn có nguy cơ bị sách nhiễu. Tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở tại New York cho biết ba nhà hoạt động đã được bàn giao cho chính quyền Thái Lan vào ngày 8 tháng 5, mặc dù các quan chức Thái Lan đã phủ nhận việc dẫn độ này. Theo tờ Guardian hôm 10 tháng 5, ba nhà hoạt động trên bị chặn khi vượt biên giới từ Lào vào Việt Nam một tháng trước và họ có sử dụng hộ chiếu giả.